Đồ Cốt Đức Hiền kính chào quý vị. Hiện nay là buổi tối ngày 23 tháng Chạp năm 2016, đúng vào cái Tết Ông Công, chúng tôi đang trân trọng giới thiệu bộ ghế này. Không cần mã số bởi vì bộ này gọi là bộ H1, bởi vì nó là cái mặt của nó là dày như vậy là gần 2 phân. Và chúng ta làm cái huỳnh nó gà nổi lên trên này. Chữ H chính là chữ huỳnh. Bởi vì nhiều bác là yêu cầu những cái mặt nó dày, nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi làm được. Và trên thị trường cũng không có ai làm cái hàng dày này. Và cái vách này cũng huỳnh cả mặt trước và mặt sau. Tất nhiên là hàng chuẩn vân rồi, tất cả đều vân tuyệt đẹp luôn đó. Và nhà bác nào có các cháu mà nó ham chơi, ham xem bóng đá mà nó cứ nhảy, nó cổ động thì nhất định là phải xài cái bộ này. Vì các cháu nó nhảy tung tưng ở trên các cái mặt thì phải cái cỡ này mới chịu được. Mặt bàn cũng thế, không có hình nhé, không có hình. Mặt bàn không có hình không? Mặt đôn. Mặt bàn, mặt hôn, mặt đôn chúng tôi đều chém như thế này để thể hiện về cái bộ dạng. Cái mẫu này là cái mẫu có thể nói là rất là có ý nghĩa đặc biệt, mang cái màu sắc hạnh phúc. Bởi vì là bà xã tôi thì nói là hai con chim thơm nhau, thực ra nói chính xác là hai con chim đang đè lên lưng nhau. Cái này thì chỉ có ai trưởng thành rồi mới hiểu được đây là cái gì. Tóm lại bộ này thì tuyệt sắc rồi, không còn gì để bảo.